Rồi bây giờ tụi em sẽ lép vô từ nhà em đi về tới cột ốc ha chị ha. Hôm nay là nhà em là về quê ăn Tết cũng đông vui hơn hồi năm ngoái nữa nên chị. Bắt đầu bây giờ tụi em sẽ đi thôi. Thường thì những ngày cận Tết anh chị thì ngoài không khí ngoài đường thì rất là vui, nhưng mà đến những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì ngoài đường là vắng ha. Nên là mình về quê ăn Tết là vui nhất ha. Lâm năm nào cũng về quê ăn Tết vui hơn ha, là ở đây ăn Tết vui Lâm? Về quê ăn Tết với mấy ông mấy bà với vui hơn ha. Sẵn về đi câu cá là luôn ha. Ngoài đường thì bây giờ cũng có người đi chơi nhưng mà cũng thưa anh chị, không có đông lắm. Thẳng ngoài luôn em. Công viên thì bây giờ thì nắng chang chang nên là cũng đâu có ai vào công viên chơi đâu anh chị. Tết thì 1, 2, 3 về quê là vui nhất. Về mình hưởng không khí ngày Tết gia đình ha. Công viên thì cũng tuy rằng là nắng nhưng mà cũng đông lắm anh chị, cũng vui. Vui không? Vui. Bé Trân nãy được nhiêu? 50 ngàn hả? Dạ, 50. Nhưng mà chiếu là vui thôi ha. Dạ, đón như thần luôn. Đón như thần luôn hả? Đạt được 50 ngàn hả? Sao quyết? Không quyết nữa, tực giác. Tực giác ha. Tiền này chứ em. Ngày Tết thì ngoài đường thì cũng hơi là nhộn nhịp thôi. Chợ Bến Tre hôm nay mùng 2 bắt đầu là người ta cũng bán lại hết rồi anh chị. Đa phần người ta nghỉ ngày mùng 1. Có người không nghỉ luôn. Bán quanh năm. Đây cũng có tổ chức vui chơi nè. Bây giờ thì ngày Tết thì có mở tổ chức vui chơi vậy đỡ buồn. Chứ Bến Tre thì cũng không có các khu vui chơi nhiều anh chị. Bánh mứt
bây giờ tụi em đang xuống đến xã Phước Long rồi đây anh chị. Ở đây thì mình đi tí xíu rồi bắt đầu là mình sẽ tới bến phà Hưng Phong, là mình sẽ qua bên cột ốc ha anh chị ha. Đến như ngày Tết như vậy thì bây giờ đa phần là bà con giờ ở trong nhà mình xung vầy bên gia đình, chứ mà còn giờ ngoài đường thì anh chị thấy toàn là cảnh như là người dân người ta về quê thôi, ai cũng về quê ăn Tết cho nó vui với gia đình ha. Chứ còn ngoài đường thì cũng không có đông đúc lắm. Đây là những cây mai nè, nó ngày Tết nó nở rộ rất là đẹp ha. Đây vợ em chở bé Trân. Hello, hello. Đưa chị hai cặp bánh tráng đi Long. Cầm đi, cầm con cầm đi, đặng hồi em cầm máy cho ba. Đây xuống tới phà Hưng Phong còn 3 km nữa. Ở dọc đường anh chị thấy người ta vẫn còn các tiệm bánh, người ta bán các phần quà để nhiều khi mình cũng mua về đặng tặng gia đình ăn Tết ha. Thường thì mùng 1 là nhiều khi gia đình cái mình về bên nội, rồi cái mình về có những người người ta cũng sẽ về quê vào những ngày mùng 2. Trang kêu bằng là qua mẫu đơn, thấy không? Đây có đường mình rẽ trái là mình đi xuống bến phà Hưng Phong nên chị. Bây giờ tụi em đã đến bến phà Hưng Phong. Qua phà cái lầu là mình qua đến cột ốc anh chị ha. Lúc này thì phà bây giờ là như là đây là người ta đã ra là phà tư nhân rồi, nên là mình không cần vô bến nữa, mình đi thẳng xuống bến phà luôn. Bây giờ thì người ta không có bán vé. Vậy chút xíu, ta bên kia cũng được không? Hôm nay về quê ăn Tết cũng đông mà anh chị. Ủa nhanh giờ, ủa nhanh quá giờ. Đông không? Nhanh quá giờ. Ủa Út đâu? Nãy đi xe. Ủa chị nãy ta nói dùng bên nhúng nhúng hả? Bên kia thấy nó Út nãy Út đi sao rồi? Cái tê tê mà đi vô tí lạc được không? Dạ không. Đây là cả nhà. Còn Út đi bị lạc đường rồi. Có sao đi vô mà lạc đường hả? Hồi năm ngoái mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ xíu, năm nay đứa nào nấy lớn dữ rồi anh chị ha. Rồi vậy thôi mình qua trước để Hân nó qua sau hả? Đứng đợi chờ nó đi. Chờ luôn hả? Ủa má Hân nó đi trễ. Nãy má đi tới bùng binh cậu anh em. Phải nó đi cậu anh em hai. Vậy tao chờ đó chút không thấy hai bà. Má mùi với số. Cầu mai. Chào kẹt. Vậy tao đi đâu? Dạ không mua chú. Cháu luôn phải không? Bây giờ mình đi anh chị thấy ngày Tết bắt đầu là bà con về quê ăn Tết cũng rất là đông vui ha. Kè qua thưa cô hai với chú ba cậu qua chú
phà đang qua đây anh chị. Đến những ngày Tết này chắc phà phải tăng cường. Chứ thôi là đi chậm quá thì nhiều khi là mình chạy cũng như là chạy giống như lúc trước thì là mình không có vận chuyển khách qua kịp á. Về tới quê thì không khí rất là mát mẻ ha. Này cũng sóng gió dữ. Này cái phà cũng nhìn cũng khác nè anh chị ha. Bây giờ thì phà này là như là phà tư nhân rồi, chứ không còn của nhà nước nữa. Bây giờ mình chỉ cần qua phà bắt đầu là mình tới Cồn Ốc rồi. Cồn Ốc cũng như là thuộc kêu gọi là ở Cồn Ốc thì mình cũng gọi là một cái xã đảo anh chị. Đạt xích vô, đạt xích vô. Cồn Ốc là thuộc xã đảo, nhưng là thuộc của huyện huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre mình luôn. Cái hướng mà từ cồn đi qua thì giờ này thì vắng anh chị, chiều chiều mới đông, cũng như là giờ này người ta cũng mới vừa về quê ăn Tết. Còn những người này giống như là ở bên đây, ở bên cồn người ta đi qua thôi, chứ không phải là về quê. Đông vui. Vậy nước bây giờ nước cạn rồi. Rất là vui chị ha. Bây giờ bắt đầu xe bắt đầu đi xuống. Em cũng đi xuống thôi. Vui ghê chưa? Giờ qua luôn chợ, qua luôn hai chợ hơn. Rồi thôi về máy bệnh trước đi ha. Trước đi. Vô 30 á. Vô 30 ha. Rồi rồi. Lâm. Ở đây với ba Lâm. Chúng ta phải về. Bắt đầu họ qua anh kia thì mình sẽ đi thẳng lên luôn. Phà bắt đầu rời bến. Dạ không, dạ không anh. Dạ dạ. Do là còn đứa em gái nó đi nó bị lạc đường nên là tụi em phải chờ xíu, chờ bắt đầu tụi nó qua bắt đầu mới đi tiếp. Trời ơi, Trang ngồi điếm bao, Trang ngồi điếm tiền lì xì kìa. Trang ơi, ở ngoài đường con ơi, con băng ra vậy có nhiều tiền điếm hoài tết ra về quê vui ha. Đúng rồi, quê vui hơn ở thành, chán thấy mồ luôn. Đi công, đi công viên được không? Không có gì vui. Năm nào cũng về quê ăn Tết như vậy vui anh chị. Mấy đứa nhỏ nó cũng thích về quê nữa. Về quê thì nó mát mẻ, đông vui hơn ha. Cái này là về quê là ăn Tết là đông vui hao. Đông vui hao hả? Quá hao đi ha. Ăn nhiều quá hao.
gì? Nắng quá trời nắng luôn. Đi con để họ bay mất tiêu. Hai bạn về quê ăn Tết vui ha. Về quê ăn Tết ha con ha. Con quê ở đâu con? Con ở đâu? Nhà con ở đâu? Bên kia hả? Dạ. Rồi đi qua Cầu Ngốc nhà của ai con? Nhà ông cố. Nhà ông cố ha, đi chơi vui ha. Ủa thu đã tiền phạt chưa? Đã rồi vậy. Nhiêu xe nhiêu tiền? Xe nhiêu? Không có nhiều khi 5.000 à. 5.000 một xe hả? Được. 5.000 xe không máy hả? 7.000 chứ lộn. 7.000 xe đúng rồi, 7.000. 5 7 5. Đúng rồi, 7.000 xe. Đây mình qua một tí bắt đầu là mình tới đến bên đầu phà Hưng Phong rồi đó anh chị. Đây là qua tới Hưng Phong. Khung cảnh rất là mát mẻ. Ngày Tết cũng không có nắng lắm, đỡ anh chị. Trên phà hiện tại bây giờ cũng rất là đông. Xe đúng rồi, 7.000 là 5.000 xe với một người chở phía sau lưng hả? Nắng à, nắng mà cũng mát chứ không lo nắng quá. Cái gì? Không có nãy em trai này. Tới nơi rồi đây anh chị. Phà đây đi thì khoảng 10 phút, 10 phút là mình qua tới. Hoàng lắm. Đợi xíu vô mua thùng bia cái. Anh lấy lại Sài Gòn cũng được. Năm nào cũng ghé mua bia. Dạ. Năm nay bán được không chị? Cũng được. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là cũng mừng. Dạ. Vậy lấy thùng bia lager này chắc cũng được. Bia Sài Gòn. Ủa anh Sài Gòn. Anh lấy Sài Gòn được đó. Bia Sài Gòn được ha. Sài Gòn ha. À.
Vậy đông mà mình uống 2 thùng chứ không? À dạ, 1 thùng không ạ. Ở trong kia có em anh để chiếc xe phiêu chào màu xanh nắng của em anh. Dạ. Rồi gửi tiền đi về. Chiếc phiêu chào màu xanh đây nè của em á. Còn nhỏ làm sao á. Của em nhiêu tiền chị? Của con 250 cân. Dạ 250. Năm mới em chúc chị mua may mắn đắt nha chị. Rồi năm mới chị cứ chúc cưng phát tài ha. Dạ dạ rồi. Bỏ ghé chị ha. Dạ rồi cảm ơn chị. Hồi chút xíu ra em còn ghé nữa mà. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Năm nào cũng ghé chị nha. Dạ. Xã Văn Hóa Hưng Phong. Ở bờ Đường Phong mình là có cái làng nghề đan giỏ cọng dừa anh chị, để mà mình vô các phần quà, vô các phần quà để tặng quà ngày Tết rồi đó. Hả? Nước lớn nay hồi lội là chắc trơn trợt nè. À, bây giờ em cũng đã vô tới nhà rồi đây. Đường bây giờ thì sửa là nhiều lắm anh chị, nên là lâu lâu xuống một lần á, không nhớ đường vô luôn. À, ngày Tết những cây mai nè, nở thì thấy mê luôn nè. Đó, chùm nè. Hôm nay thì nước hơi lớn, nên là đi đồ cũng hơi khó khăn tí xíu. Đó, đây là bưởi da xanh. Hôm nay, năm nay tụi em đi đông hơn xíu, đông hơn năm ngoái. Cho trong uống trà. Dì Hai gà khỏe gì Hai? Khỏe. Dạ. Dạ con thưa bà Mười, con chào bà Mười. Dạ năm nào cũng xuống thăm bà Mười trước. Dạ. Vô đây bắt đầu. À, đam mê chụp ảnh đây. Ủa cái dạng hầu lô hả em? Bò hầu lô hả? Dạng gì á Lâm? Trái gì vậy? Trái bí hả? Ồ nay nay cậu Bảy làm cái dạng bí đẹp quá trời luôn ha. Đúng rồi, selfie nãy giờ hả? Đúng rồi. À bò hầu lô nè anh chị. Ơi, ba có con kiền dông bờ. Đã không Đạt? Đã không Đạt? Con chưa bao giờ thấy cái hồ lô. Chưa bao giờ thấy luôn hả? Dạ. Thôi con đừng có gớ vô để cho đẹp. Đây là bầu hồ lô nè anh chị. Đó nhìn đã không? Chụp hình rồi hả? Chưa. Nãy nó chụp hình rồi vậy thôi khỏi chụp. Chân thân thôi à. Giờ xem đi. Thôi chút xíu. Để anh quay ghi hình tí xíu. À ra đây đẹp ha. Dằn bầu này nữa nè, bầu già nữa nè. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đừng có hái nha con, để cho nó đẹp nha tụi con. Đâu rồi? Đó đẹp quá trời luôn ha. Đẹp ha, đây đẹp ha. Anh Sơn biết chụp ảnh hả? Anh Sơn làm nay làm nhiếp ảnh gia cho Út với Bác Tư đi. Đạt ơi không đi luôn nha. Si vô cả đó, si vô. Rồi vô luôn đi. Rồi anh Sơn vô đi, anh Sơn tháo trang ra. Vàng bầu rất là đẹp ha. Cái bầu đây rồi. Bữa nay sushi cao hơn mẹ luôn rồi nè. Chân dài tới nách luôn hả Lâm? Được chưa? Lâm chụp xong chưa? Chân dài lắm rồi. Út không biết chỗ ảnh ở đâu. Chân dài tới nách. Đây có vàng bầu năm nay đẹp quá trời luôn nè anh chị. Vàng bầu đây cậu Bảy cũng mới vừa làm ha sao? Ở bên đây còn đây hình như khổ qua hả ta? Khổ qua. Ôi thế đã. Đó, đây là khổ qua. Khổ qua. Còn đây là mướp. Đó, mình về quê thì thật sự thì chỉ cần có bỏ răng tí công cái mình làm cũng có bầu mướp bí đồ ăn anh chị. Đây bây giờ tới lượt hồ Sophie nha. Bây giờ tới lượt hồ Sophie với bầu. À này bí mà, này bí, này về tới gì? Cái bầu hả? Bầu dài. Bầu dài. Đó. Anh Sơn làm nhiếp ảnh gia. Làm nhiếp ảnh gia. Hả? Mấy chị em phụ nữ coi đam mê chụp ảnh nè.
Rồi đó chụp đi. Tôi đi selfie với những quả bầu hồ lô. Đây. Bầu hồ lô nhìn đã ghê nè. Nè, đâu vô coi thấy không? Vô selfie với bầu hồ lô nè, rồi xong cái về cái anh cắt hình lại. Đẹp ha. Còn trái bầu bên đây bự quá trời luôn nè em. Nè Trăng, vô Trăng. Selfie với bầu hồ lô rồi có gì cái về cái rụng bây giờ. Có gì cái về ba cắt lại. Xuống xuống. À, quá đẹp luôn ha. À, hôm nay thì nước hơi lớn anh chị. Đi vòng theo theo Đạt, đi từ từ Đạt. Đi luôn rồi là không có quần áo bận nha thằng Đạt nha Đạt. Hôm nay thì nước hơi lầy. Nước lên dâng cao anh chị. Nên lại đây hơi lầy. Bây giờ tụi em phải đi con đường vòng. Ờ lộn nón lại đi. Còn Susi đội nón chia si. Bỏ nón ở ngoài kia đi. Dạ dạ, thằng Đạt đi từ từ nha, để chân. Đây. Bỏ dép ra. Hôm nay bữa hổm đi cầu dừa giờ đi tới cầu cao. Trời. Hồi gớt té đó. Rồi khoan, để Bác Tư đi qua trước, để Bác Tư qua trước. Quay từ đứa nào. Có đứa nào lọt dũng. Nè. Rồi anh thôi rồi em đi qua đây được rồi. Anh đi được. Rồi đó. Rồi. Để coi đứa nào lọt dũng. Đây là cây cầu cao. Nè Lâm ăn dép vô Lâm. Lầy quá hơi khó đi anh chị. Nhưng mà ra mặt tiền là hết vui rồi. Đi phải có lội vậy mới vui. Phải đi lội vậy mới vui. Nay quá trời quá đất rồi ông Út ơi. Mấy đứa nhỏ nó đi trải nghiệm cây cầu cao. Chào em. Đây là cậu Út, đây là Dượng Tư, đây là cậu Hai, đây là cậu Ba, cậu Ba Lượng, cậu cả. Ây, quá trời. Đường vất vả con. Dạ. Năm nay thì lầy, anh chị thấy đôi dép nào, đôi dép nấy xình lầy quá trời luôn nè. Nhưng mà về quê mới vui anh chị, ở thành thị chán lắm. Đây là cô Năm mình. Đây là cô Năm. Chào chị Nam. Chúc năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chân ở đâu ba? Gì con? Chân ở đâu? Hả? Ở chân ở đâu? Làm sao á con? Điều hạnh phúc nhất thì chị Nam. Ủa,
thấy gia đình còn đầy đủ là mừng ha cậu hai ha. Đúng rồi, đại dép không? Dạ. Không ăn vô cũng được nữa, này ăn vô cũng được nữa. Mang đại vô rồi. Hồi trà hồi thức luôn. Nay thì tụi em xuống trễ nên nó là cậu đã cúng kiến. Cậu cúng xong hết rồi hả cậu? Dạ. Dạ. Năm nay đường đi hơi chân chật. Dạ, gì con? Từ từ uống nước không? Từ từ rồi rồi, cảm ơn. Nó hỏi bác Tư uống nước không? Năm nào tụi em cũng về quê ăn Tết, chủ yếu thì mình cũng ghé thăm mấy cô mấy cậu với viếng thăm ông bà, thắp những cái nhang cho ông bà trong ngày Tết vậy thôi chị. Nhưng mà về quê thì không khí nó sẽ vui hơn, chứ mà còn ở thành là nhiều khi nó cũng buồn, nó không có được vui. Ở thành là chỉ có đi ra tiểu cảnh thôi, ra tiểu cảnh, đi công viên rồi chơi thôi chứ cũng không có gì, không không khí gì nhiều. Đây là chương trình uống nước thôi, mới đi có một vòng ở đây mà uống nước quá trời uống luôn. Uống này hồi khỏi ăn. Uống cho đã khác mà. Ừ. Xuống thì cúng kiến xong hết, bây giờ mấy cậu mấy bác mấy chú rồi bắt đầu vô bàn tiệc. Cậu hai vô cho ngọt ha, cậu hai rồi cậu hai vô cho ngọt ha. Cái này rượu này chắc của Dương Tư đem về quá. Có ướp mà đây rượu của Tiền Giang à con. Dạ. Thôi cậu Út. Thì chào mấy chú mấy cậu được rồi. Mấy anh không? Mấy anh con ngồi. Dạ con chút xíu cậu, chút xíu dựng. Anh Út. Xíu dựng. Hả anh Út. Anh Út. Lúc này đầu bạc dữ lắm nha. Con vào luôn. Dạ chút xíu để con ghi hình cho bà con người ta thấy cảnh gia đình mình ăn Tết. Được rồi. Gia đình mình ăn Tết gì con? Không, không có, không có, giờ không có câu. Anh Út nhỏ này đồ bạc dữ lắm nha. Này bạc trắng rồi. Có 18 tuổi á. Hồi nãy con đi vô con đâu biết đường vô đâu cậu. Lần đầu tiên vô luôn á nha, đường này á. Dạ. Để Dượng đi mẹ mới đi được. Dượng đi được không Dượng? Đi mẹ thành công đi mẹ. Nước lên rồi. Dạ, nay nước lên. Thường bữa đi đường 30. Đi xả té đi mẹ. Sình nó dính. Dạ. Ngày Tết thì đơn giản vậy ha, cũng thịt kho. Có mấy cái món tăng cường là khô. Gà. Rồi em ngồi luôn đi. Dạ dạ rồi để em cũng ghi hình tí xíu. Heo ăn con là ăn ăn sao? Này heo rừng. Heo rừng nè. Thịt heo kho của heo rừng không em? Đó, với tôm khô dưa kiệu. Đó, vậy là một bàn tiệc đơn giản anh chị. Để thầy cô biết là nhà lại vô. Rồi đâu cậu vô cho ngọt cái cậu vô. Thôi cậu với Hiếu đi. Cậu vô cho ngọt đi. Đi vô với ai? Cậu vô cho ngọt đi. Quá ngon. Quá ngon ha. Anh hai chị hai hôm qua hả anh hai? Không có mình anh đi à. Dạ. Nhà giữ nhà. Dạ. Con dưỡng nhiều tin. Dạ. Đó.
ngọt ngay luôn, ngay luôn, ngọt ngay luôn. Ngay mình thấy rồi, rồi năm mới chúc tất cả con cháu rồi là dồi dào sức khỏe, dạng bè tự đâu đâu đang ăn bè thích dược ai cũng đủ uống, ăn mới uống rồi đó, cố gắng là phấn đấu phát tài, chứ còn cái chuyện mà vụ mà tài độc thì cũng đến ai nấy hưởng. Năm làm về cũng gắng tài lộc thôi ha cậu ha, đừng có đỏ đen ha cậu ha. Đúng mà. Đỏ đen không tốt mà cậu. Mình nghĩ không có cái chuyện đỏ đen là phải tuyệt đối. Không có, không có, nhiều khi đỏ đen vui chơi. Bầu cua cá cọp rồi được đó cậu. Bầu cua cá cọp là kêu bằng là tiền truyền thống ha. Ý mà nhớ là nhậu rượu bia rồi cũng nên cẩn thận về an toàn giao thông là tất yếu phải. Dạ. An toàn ha, ăn Tết cho nó trọn vẹn vui vẻ. Dạ, lớn ngồi chơi cho vui. Này bánh tét hả? Bánh tét thì bánh tét nhân đậu. Ở ngoài bà ba, đó là ở ngoài bà ba. Nè thành đồ kéo đó, làm gì vậy? Tôi nói này một tiếng thì tập chở 2 thùng chứ đừng nói một thùng. Ok, anh thứ ba đó, anh lớn á. Nó là để giúp sửa trước khỏe. Trước không phải không? Được cả. Được anh. Đứa em để đó. Vậy con uống gì anh gốt nha. Rồi. Em gốt đi. Dạ. Rồi đi. Rồi, bye bye. Uống một bánh là nó mới ăn mà thằng anh. Ok. Em muốn không? Em ăn tư hả? Em ăn không có, tại vì giờ lâu rồi không có đúng em bóp cho. Ở đứa ơi, cái lượng đó. Ờ bóp hai ly thôi, bóp hai. Anh đang ly nữa rồi, đủ rồi. Con cũng uống với cậu hai trước đi. Con uống cậu hai trước hả? Rồi. Từ, cho luôn. Con cũng uống ít cho cậu hai ha. Rồi con. Mấy xong cái hồi dạ, xong cái hồi con uống với Dũng Tư. Uống với cậu Út. Ừ. Rồi uống giáp vòng luôn. Xong giáp vòng xong là giáp vòng luôn. Là ngủ luôn. Thôi ngủ luôn. Quay qua con đụng quay Dũng Tư. Tại vì tướng Dũng Tư kỳ quá. Tại vì chồng con uống với Dũng Tư cho nên là con phải quay với Dũng Tư. Vậy quay giáp vòng đây là thì ra nãy giờ quay giáp vòng nè. À hồi anh Tư ngủ luôn á. Đúng rồi. Đệ tử thứ 18 của Lê Tùng Vân. Dạ. Chiếm nội á. Thì ngang là vũ trụ á. Đó con quay giáp vòng vậy nè chưa? Thầy ông ngoại luôn. Thầy ông ngoại. Thầy ông ngoại. Sư thầy. Rồi con tên có bị ganh luôn rồi. Hôm nay bị ngọt sáng đúng không? Không được, không bà khác với Lê Tùng Vân, con cái là khoái thịt chó bà nội luôn. Trời ơi, đưa cho mốt quay, đưa cho mốt qua nói chuyện. Để xe cái nhộng. Nè mấy đứa nhỏ ăn thấy sao nè, đi sáng giờ mệt ăn thấy sao? Dạ ăn thấy không? Không hơn nghe mẹ không có nước ơi. Không có nước rồi hả? Dạ cô Út bốc cho mấy đứa cháu ăn nha, cô Út nha. Ok, chị nói em lo. Con cháu ăn cháu. Vũ Linh. Đây, thì miền Tây á thì chỉ có như vậy thôi. Con ăn gì? Cô chú ăn chị. Cháu luôn ha. Ngon đạt. Ngon không? Ngon không? Sáng rồi cũng không có ăn rồi. Cô Năm. Sao ca? Nãy giờ ăn gì vậy ca? Dạ em gà với em cháo. Gà với em cháo hả? Chân ăn ngồi có tướng kỳ, chân gái ngồi tướng kỳ vậy? Ngồi cho khỏe. Ngồi dưới đất quen rồi, ngồi ghế quá vậy. Ủa đang quay tụi nó hả? Quay tụi nó mà hay cứ ngồi đi, đâu có dính đằng đẳng đâu. Anh chúc em năm mới Nhâm Dần 2022 chúc em và gia đình cọp ha dồi dào sức khỏe, bình an khang thịnh vượng, năm tới làm mới có tiền, không làm là không có tiền. Phát tài thì tới ai chờ tới ai nữa hết. Em cảm ơn anh, năm tới em cũng chúc anh được dồi dào sức khỏe,
Dạ, 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 dạ. Thì cái chủ gia thì bao giờ cũng là à, dạ, dạ, em gửi anh cái này tiền lọc à. Ha, năm mới chúc anh năm mới phát tài. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn anh. Đâu có chưa, bây giờ là cậu hai sẽ lì xì lại à. Cậu Út. Cậu hai lì xì lại. Có luôn hả này? Lì xì qua lì xì lại cho nó vui. Nó tội lòng nhau. Dạ. Đó, đúng rồi. Năm mới anh hai cũng lì xì em để lấy cái lọc. Đi một tiền lọc nha. Tiền lọc nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Thì năm mới vậy? Cũng... vui vẻ không gạo nghe. Vui vẻ không gạo. Cũng cũng có số năm. Dạ. Số năm nè ngoài. Rồi. Khoan nha, bây giờ mấy đứa nhỏ giờ xếp hàng từ nhỏ chí lớn nè, Đạt đâu rồi? Con nhỏ nhất. Đâu rồi, thằng quên nữa, thằng thằng gì? Thằng gì, thằng gì? Thằng gì? Ê à, giờ từ lớn. Thằng gì, gì con Thí Quỳnh lên đầu. Thôi mẹ, ba. Bên, bên. Con, đứa nhỏ. Không, từ từ. Rồi. Để bên lên trước, bên lẹ bên ơi. Trời ơi, nữa hả, nữa hả? Cậu đứa nhỏ. Ờ, đám nào cũng có rồi. Khỏe, sống lâu trăm tuổi. Rồi, đâu được các bạn nữa. Cảm ơn con. Dạ thôi, cũng được thì con. Nhận luôn đi, nhận luôn, phải phải nhận. Okay. Phải nhận tiền lọc mà, phải nhận. Đồ lấy tờ xanh, đồ lấy tờ xanh. À trời, đồ lấy tờ bự. Được rồi, tính lấy tờ này hả? Đó, cái tờ xanh xanh này được không? Được rồi. Bên đâu rồi, bên vô đầu tiên là bên. Bên lên đầu. Rồi, vậy thôi. Thôi. Bên lẹ đi con, bên chen qua, che cho bên qua trước đi mấy nhỏ. Dẫn đi nha. Thôi. Được. Thôi. Thì tụi nó. Được rồi. Bên leo đầu con phải leo đầu con nhỏ nhất. Thôi. Rồi nè, bên nè. Rồi. Thôi con nhỏ này trước đi. Thôi để cho nhỏ trước đi, bên trước đi bên. Nào. Gì? Chúc phúc. Chúc phúc sống lâu trăm tuổi thôi. Nhiều được rồi. Rồi đất ơi. Rồi vậy thôi bỏ qua hả? Bỏ qua đi. Bỏ qua nha con nha. Nữa. Sao nhiều bé này quá. Nhiều vậy ta? Nhiều bé lớn tuổi quá trời luôn. Nhiều bé lớn tuổi. Rồi. Rồi Đạt nè, Đạt vô làm đầu tiên đi. Đạt đâu? Đạt làm gọn lắm. Được không? Rồi. Cảm ơn con nghe. Năm mới lì, năm mới bớt lì nha con. Ông Út lì xì con ha, ngoan ngoãn. Rồi. Rồi tới giờ tới mấy đứa toàn chân dài không Út ơi. Chúc Út ba giờ dạ sức khỏe, tiền dư như nước, không có ra. Đúng rồi. Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý. Vậy là cũng chúc con là giỏi em. Ngoan hiền. Dạ để ông Út không có ra, giờ ông Út đừng có ra. Năm mới chúc ông Út làm ăn phát tài. Suy nghĩ. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cho sống lâu trăm tuổi. Rồi hay nữa nè, cũng có lý nè. Có lý. Trăm tuổi rồi ông Út cũng chúc con dồi dào sức khỏe ha. Dạ. Học giỏi. Rồi. Hôm nay tiền vô như thế nào? Rồi, giờ có lý luôn, có lý luôn. Có lý luôn. Có lý luôn. Em khai thịnh vượng, em khai thịnh vượng, ý. Giờ già sức khỏe, lộ bình an. Rồi, gì nữa, còn phải chúc ông Út trẻ đi, ông Út đẹp. Đẹp trai nữa. Đẹp trai đi. Ừ. Trai. Ông Út chúc con cũng là càng ngày càng trái ha, hợp đổi ha. Rồi, ông rồi, có lý luôn, có lý luôn. Đứa nào cũng giỏi hết. Đứa nào cũng hay hết trơn, nó chút hay không à. Chú cũng nhận có vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, em khen thịnh vượng. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Rồi, vậy là có luôn. Năm mới con chúc cậu Út dạo dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn thì tính tài, kiếm lộc tướng bình an luôn, gia đình rồi con cảm ơn con. Con này có lấy lọc thôi lấy lọc thôi. Năm mới thì tụi em cũng về quê để mình hưởng không khí ngày Tết gia đình vậy đó anh chị. Anh chị thấy gia đình em thì Tết cũng đơn giản thôi, mình cũng về thăm gia đình rồi cũng có một bàn tiệc nho nhỏ để mình vui chơi trong ngày Tết ha.
Năm mới thì em cũng chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc vui vẻ bên gia đình ha. Video em sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha.